luôn, nó 1000 mấy giờ đó chị. À, đời đó không có dừa đó, hết dừa rồi. Chưa ấy là mua rảnh mới làm được. Vì họ đạt hết tới 10 giờ cái ngồi đó đây, họ chưa tới đừng làm cho đặt trễ đó. Sao đạt hôm qua chẳng khỏe, đi sớm 5-10 phút là làm liền. Ngồi đó xíu làm. Trời, thấy tre đó à, cốc cốc cảnh nó không có to, cảnh nhỏ xíu xíu thôi. ăn tờ hết điện đẹp không? Đẹp dồn rồi lần đấy đó. Nhiều cái là như da gà đó chị, chứ do cá nhân thì là gáp được. À, nón bá bao dùm cho để 70 với 160 thuốc là 230, đúng rồi 23. Rồi rồi. Đó thôi. Đang nhỏ quá luôn, mình nhỏ thấy à sao xíu dạ. Hẹn 10 rưỡi được không? Dạ luôn. Giờ đúng rồi chị. Giờ chỗ Ngô Thị Nhậm đó chị. 63 Ngô Nhậm đại quá. 63 Ngô Thị Nhậm đối diện với Út Nhậm. Chỗ đường số 7, số 7131 đó chị. Đó. Alo xin em học nghề hả? Học thì chị không cho thực hành nhanh nghe, chậm chậm nghe, thì ý là trong vòng 2 tháng lại biết làm cơ bản đó rồi, làm lần lần quen nghề, chứ còn tập nhanh quá là chị cũng không cho tập nhanh quá được. 10 triệu à. Họ muốn tặng em cái súng đi, cái nối tiền rồi tính. đó nha. Mình học mấy khó đâu hề, mình học mình nhót này chứ, mình sờ này chứ.